Chiến Saiyan là một biến đổi liên quan đến gen của chủng tộc người Saiyan. Trong cơ thể của họ có chứa một loại tế bào mang tên là S-cell. Cần phải có đủ lượng S-cell trong cơ thể, sau đó chuyển lượng tế bào đó vào một điểm sau gáy, tập trung sức mạnh vào nó là có thể hóa thành siêu Saiyan. Người càng tốt thì lượng S-cell càng nhiều. Khi cảm xúc quá mức mạnh mẽ thì lượng tế bào này sẽ tập trung vào gáy để họ biến hình. Khi nắm được quy tắc này rồi thì họ có thể biến hình tùy ý mà không cần phải tức giận gì cả. Cơ mà nếu đã biết được cái nguyên tắc này rồi thì bài đoán cũng dễ thôi. Tiêm S-cell vào cơ thể hay là nuôi nó phát triển cho bản thân là được chứ gì? Về sau này Shishiya đã xuất hiện muôn nơi, đám còn lại của Goku và Vegeta. Hình như quá dư thừa loại tế bào này nên cứ đẻ ra là biến được luôn, chứ cóc thèm trải qua quá trình sinh tử vớ vẩn đồ các kiểu. Tào lao!